Tất cả những cái đồ dùng cá nhân cần thiết nhất của một người sử dụng hàng ngày đều có thể để được trong cái túi này. Khi mà mình đi công việc gần á, ít di chuyển nhiều, mình đi đến những địa điểm cụ thể rồi thì mình không cần phải mang cái dây này nữa. Thì bằng cách mình tháo ra, đơn giản là hai bên có hai cái khóa như thế này, mình tháo ra. Rộng lắm, bên trong là rộng vô cùng. Đây giống như là một cái túi thần kỳ á, mà tất cả những cái đồ dùng cá nhân cần thiết nhất của một người sử dụng hàng ngày đều có thể để được trong cái túi này, từ laptop, máy tính, kể cả những cái đồ phụ kiện để phục vụ thú chơi như là xì gà, trong này cũng để được luôn. Đựng được giấy tờ, đựng được bát bo, đựng được sạc dự phòng, đựng được rất nhiều cái luôn để thú chơi của mình vào trong này. Và trên này có hai phần để kết hợp với hai phần này, 500 khi mình không dùng, mình muốn không dùng luôn, không dùng thì mình cắt rời nhà cũng khi nào dùng thì mình để vào đây, hất vào là hết. Rồi bây giờ Kỳ Lan sẽ để cái máy tính của mình vào trong cái cặp, kéo xuống, và đây là cái máy tính mà Kỳ Lan sử dụng hàng ngày để làm việc, những việc rất quan trọng. Những việc mà sử dụng hàng ngày Kỳ Lan đều sử dụng cái máy tính này, nên khi Kỳ Lan đi đâu cũng phải đem đi theo. Vì vậy cái cặp này là cái cặp tất cả những vật dụng hàng ngày mà Kỳ Lan sử dụng sẽ đưa vào đây. Tháo ra rất đơn giản, để máy tính vào rất gọn và không chiếm diện tích. Máy tính ôm sát vào mặt ngoài này, bên trong để đồ rộng, rất rộng, để rất nhiều đồ.